Kinh A Di Đà, hán dịch đời Giao Tần, ngài Tâm Tạng Pháp sư Kumara Thập. Một kỳ viên đại hội. Tôi nghe như vậy, một thuở nọ Đức Phật ở nơi vườn kỳ thọ cấp cô độc nước Xá Vệ, cùng với 1.250 vị đại tỳ kheo câu hội, đều là bậc đại A La Hán, mọi người đều quen biết, như là trưởng lão Xá Lợi Phất, Đại Mục Kiền Liên, Đại Ca Diếp, Maha Ca Chiên Diên, Maha Câu Hy La, Ly Bà Đa, Châu Lợi Bàn Đại Già, Nang Đà, Anang Đà, La Hầu La, Kiều Phạm Ba Đề, Tân Độ Lư Phả La Đọa, Ca Lưu Đại Di, Maha Kiếp Tân Na, Bạc Câu La, A Nâu Lâu Đà. Những vị đại đệ tử như thế và hàng đại Bồ Tát, Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử, A Dật Đa Bồ Tát, Càng Đa Ha Đề Bồ Tát, Thường Tinh Tấn Bồ Tát, dần dần, cùng với các vị đại Bồ Tát như thế, và với vô lượng chư thiên như ông Thích Đạo Hoằng Nhân, vân vân, đã chúng cùng đến dự hội. Hai y báo chánh báo. Bấy giờ Đức Phật bảo ngài trưởng lão Xá Lợi Phất rằng, từ đây qua phương Tây quá 10 muôn ức cõi Phật có thế giới tên là Cực Lạc. Trong thế giới đó có Đức Phật hiệu là A-di-đà hiện nay đang nói Pháp. Ba y báo trang nghiêm. Xá Lợi Phất, cõi đó vì sao tên là Cực Lạc? Vì chúng sanh trong cõi đó không có bị những sự khổ, chỉ hưởng những điều vui, nên nước đó tên là Cực Lạc. Xá Lợi Phất, lại trong cõi Cực Lạc có 7 tầng bao lơn, 7 tầng mảnh lưới, 7 tầng hàng cây, đều bằng 4 chất báu bao bọc giáp vòng, vì thế nên nước đó tên là Cực Lạc. Xá Lợi Phất, lại trong cõi Cực Lạc có ao bằng 7 chất báu, trong ao đầy dãy, nước đủ 8 công đức, đáy ao thuần dùng cát vàng làm trải làm đất, vàng, bạc, lưu ly, pha lê hiệp thành, những thềm đường ở 4 bên ao, trên thềm đường có lầu gác, cũng đều nghiêm sức bằng vàng bạc, lưu ly, pha lê, sa cừ, xích châu, mã não. Trong ao có hoa sen lớn như bánh xe, hoa sắc xanh thì ánh sáng xanh, sắc vàng thì ánh sáng vàng, sắc đỏ thì ánh sáng đỏ, sắc trắng thì ánh sáng trắng, màu nhiệm thơm tho trong sạch. Xá Lợi Phất, cõi nước Cực Lạc thành tựu công đức trang nghiêm trường ấy. Xá Lợi Phất, lại trong cõi nước của Đức Phật đó thường trổ nhạc trời, đất bằng vàng trồng, ngày đêm sáu thời rối hoa trời mạng Đà La. Chúng sanh trong cõi đó thường lúc thường vào lúc sáng sớm, đều lấy đải hoa đựng những hoa tốt đem cúng dường 10 muôn ức Đức Phật ở phương khác. Đến giờ ăn liền trở về bổn quốc ăn cơm xong đi kinh hành. Xá Lợi Phất, cõi nước Cực Lạc thành tựu công đức trang nghiêm dường ấy. Lại nữa, Xá Lợi Phất, cõi đó thường có những giống chim màu sắc xinh đẹp lạ thường, nào chim bạch hạc, khổng tước, anh võ, xá lợi, ca lăng tần già, cộng mạng, vân vân. Những giống chim đó ngày đêm sáu thời kêu tiếng hòa nhã. Tiếng chim đó diễn nói những pháp như ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát thánh đạo phần, vân vân. Chúng sanh trong cõi đó nghe tiếng chim xong, thảy đều niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Xá Lợi Phất, ông chớ cho rằng những giống chim đó thật là do tội báp sanh ra. Vì sao vì cõi của Đức Phật đó không có 3 đường giữ? Xá Lợi Phất, cõi của Đức Phật đó tên đường giữ còn không có, huống gì lại có sự thật. Những giống chim đó là do Đức Phật A Di Đà muốn làm cho tiếng Pháp được tuyên lưu mà biến hóa làm ra đấy thôi. Xá Lợi Phất, trong cõi nước của Đức Phật đó, gió nhẹ thổi động các hàng cây báu và động các mảnh lưới báu, làm vang ra tiếng phía diệu. Thế như trong nghìn thứ nhạc đồng một lúc hòa chung, người nào nghe tiếng đó tự nhiên đều sanh lòng niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Xá Lợi Phất, cõi nước của Đức Phật đó thành tựu công đức trang nghiêm dường ấy. 4. Chánh báo vô lượng thù thắng. Xá Lợi Phất, nơi ông nghĩ sao Đức Phật đó vì sao hiệu là A-di-đà? Xá Lợi Phất, Đức Phật đó hào quang sáng chói vô lượng, soi suốt các cõi nước trong mười phương không bị chướng ngại, vì thế nên hiệu là A-di-đà. Xá Lợi Phất, Đức Phật đó và nhân dân của Ngài sống lâu vô lượng vô biên A-tăng kỳ kiếp, nên hiệu là A-di-đà. Xá Lợi Phất, Đức Phật A-di-đà thành Phật dẫn lại đến nay đã được 10 kiếp. Xá Lợi Phất, lại Đức Phật đó có vô lượng vô biên thanh văn đệ tử đều là bậc A-la-hán, chẳng phải tính đếm mà có thể biết được. Hàng Bồ Tát chúng cũng đông như thế. Xá Lợi Phất, cõi nước của Đức Phật đó thành tựu công đức trang nghiêm dường ấy. Xá Lợi Phất, lại trong cõi Cực Lạc, những chúng sanh vạn sanh vào đó đều là bậc bất thối chuyển, trong đó có rất nhiều vị bậc nhất sanh bổ xứ, số đó rất đông. Chẳng phải tính đếm mà biết được, chỉ có thể dùng số vô lượng vô biên A-tăng kỳ để nói thôi. Xá Lợi Phất,
Chúng sanh nào nghe những điều trên đây nên phải phát nguyện cầu sanh về nước đó. Vì sao? Vì đang cùng với các bậc thượng thiện nhân như thế câu hội một chỗ. 5. Nhân hạnh vãng sanh. Xá Lợi Phất, chẳng có thể dùng chút ít thiện căn phước đức nhân duyên mà được sanh về cõi đó. Xá Lợi Phất, nếu có thiện nam tử, thiện nữ, nhân nào nghe nói Đức Phật A-di-đà, rồi chấp trì danh hiệu của Đức Phật đó, hoặc trong một ngày, hoặc hai ngày, hoặc ba ngày, hoặc bốn ngày, hoặc năm ngày, hoặc sáu ngày, hoặc bảy ngày, một lòng không tạp loạn, thì người đó đến lúc lâm chung, Đức Phật A-di-đà cùng hàng thánh chúng hiện thân ở trước người đó. Người đó lúc chết, tâm thần không điên đảo, liền được vãng sanh về cõi nước cực lạc của Đức Phật A-di-đà. Xá Lợi Phất, ta thấy có sự lợi ích ấy, nên nói những lời như thế. Nếu có chúng sanh nào nghe những lời trên đây, nên phải phát nguyện sanh về cõi nước cực lạc. 6. Sáu phương Phật đồng khuyên tinh. Xá Lợi Phất, như ta hôm nay ngợi khen công đức lợi ích, chẳng thể nghĩ bàn của Đức Phật A-di-đà, phương Đông cũng có Đức A-xuất bệ Phật, Tu Di Tướng Phật, Đại Tu Di Phật, Tu Di Quang Phật, Diệu Âm Phật, hàng hà sa số những Đức Phật như thế, đều ở tại nước mình hiện ra tướng lưỡi rộng dài trùm khắp cõi Tam Thiên Đại Thiên, mà nói lời thành thật rằng, chúng sinh các ngươi phải nên tin kinh xưng tán bất khả tư nghị công đức, nhất thiết chư Phật sở hộ điểm này. Xá Lợi Phất, thế giới phương Nam có Đức Nhật Nguyệt Đăng Phật, Danh Văn Quang Phật, Đại Diễm Kiên Phật, Tu Di Đăng Phật, vô lượng tinh tấn Phật, hàng hà sa số những Đức Phật như thế, đều ở tại nước mình hiện ra tướng lưỡi rộng dài trùm khắp cõi Tam Thiên Đại Thiên, mà nói lời thành thật rằng, chúng sanh các ngươi phải nên tin kinh xưng tán bất khả tư nghị công đức, nhất thiết chư Phật sở hộ niệm này. Xá Lợi Phất, thế giới phương Tây có Đức vô lượng thọ Phật, vô lượng tướng Phật, đại vô lượng tràng Phật, đại quang Phật, đại minh Phật, bửu tướng Phật, tịnh quang Phật, hàng hà sa số những Đức Phật như thế, đều ở tại nước mình hiện ra tướng lưỡi rộng dài trùm khắp cõi Tam Thiên Đại Thiên, mà nói lời thành thật rằng, chúng sanh các ngươi phải nên tin kinh xưng tán bất khả tư nghị công đức, nhất thiết chư Phật sở hộ niệm này. Xá Lợi Phất, thế giới phương Bắc có Đức Diệm Kiên Phật, Tối Thắng Âm Phật, Nan Trở Phật, Nhật Sanh Phật, Võng Minh Phật, hàng hà sa số những Đức Phật như thế, đều ở tại nước mình hiện ra tướng lưỡi rộng dài trùm khắp cõi Tam Thiên Đại Thiên, mà nói lời thành thật rằng, chúng sanh các ngươi phải nên tin kinh xưng tán bất khả tư nghị công đức, nhất thiết chư Phật sở hộ niệm này. Xá Lợi Phất, thế giới phương dưới có Đức Sư Tử Phật, Danh Văn Phật, Danh Quang Phật, Đạt Ma Phật, Pháp Tràng Phật, Trì Pháp Phật, hàng hà sa số những Đức Phật như thế, đều ở tại nước mình hiện ra tướng lưỡi rộng dài trùm khắp cõi Tam Thiên Đại Thiên, mà nói lời thành thật rằng, chúng sanh các ngươi phải nên tin kinh xưng tán bất khả tư nghị công đức, nhất thiết chư Phật sở hộ niệm này. Xá Lợi Phất, thế giới phương trên có Đức Phạm Âm Phật, Tú Vương Phật, Hương Tượng Thượng Phật, Hương Quang Phật, Đại Diệm Kiên Phật, Tạp Sắc Bửu Hoa Nghiêm Thân Phật, Ta La Thọ Vương Phật, Bửu Hoa Đức Phật, Kiến Nhất Thiết Nghĩa Phật, Như Tu Di Sơn Phật, hàng hà sa số những Đức Phật như thế, đều ở tại nước mình, hiện ra tướng lưỡi rộng dài trùm khắp cõi Tam Thiên Đại Thiên, mà nói lời thành thật rằng, chúng sanh các ngươi phải nên tin kinh xưng tán bất khả tư nghị công đức, nhất thiết chư Phật sở hộ niệm này. Xá Lợi Phất, nơi ý của ông nghĩ thế nào? Vì sao tên là kinh nhất thiết chư Phật sở hộ niệm? Xá Lợi Phất, vì nếu có thiện nam tử thì nữ nhân nào nghe kinh này mà thọ trì đó và nghe danh hiệu của các đức Phật, thì những thiện nam tử cùng thiện nữ nhân ấy đều được tất cả các đức Phật hộ niệm, đều được không thối chuyển nơi đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Xá Lợi Phất, cho nên các ông đều phải tin nhận lời của ta và của các đức Phật nói. Xá Lợi Phất, nếu có người đã phát nguyện, hiện nay phát nguyện sẽ phát nguyện muốn sanh về cõi nước của Đức Phật A Di Đà, thì những người ấy đều được không thối chuyển nơi đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, nơi cõi nước kia, hoặc đã sanh về rồi, hoặc hiện nay sanh về, hoặc sẽ sanh về. Xá Lợi Phất, cho nên các thị nam tử thì nữ nhân, nếu người nào có lòng tin thì phải nên phát nguyện sanh về cõi nước kia. 7. Thuyết kinh rất khó. Xá Lợi Phất, như ta hôm nay ngợi khen công đức chẳng thể nghĩ bàn của các đức Phật, các đức Phật đó cũng ngợi khen công đức chẳng thể nghĩ bàn của ta mà nói lời này. Đức Thích Ca Mâu Ni Phật, hay làm được việc rất khó khăn hy hữu, có thể ở trong cõi ta bà, đời ác năm món trược, kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sanh trược, mạng trược, mà Ngài chứng được ngôi vô thượng chánh đẳng chánh giác. Ngài vì các chúng sanh nói kinh pháp mà tất cả thế gian khó tin này. Xá Lợi Phất,
Phải biết rằng ta ở trong đời ác ngũ trượt thực hành việc khó này, được thành bậc vô thượng chánh giác. Và vì tất cả thế gian nói kinh pháp khó tin này, đó là rất khó. Đức Phật nói kinh này rồi, Ngài Xá Lợi Phất cùng các vị tỳ kheo tất cả trong đời, trời, người Atula, v.v. nghe lời của Đức Phật dạy đều vui mừng, tin nhận lễ Phật mà lui ra.